Các bạn thấy cơ sở mình có những con chim như thế này. Con chim này nguồn gốc là mình mua ở trong núi, do một em chăn trâu bắt cỏ bắt về nuôi bộ từ nhỏ. Và con chim này chim trống rất là thuần. Thì đặc biệt các bác già rất thích những con chim này về chơi luôn chơi ngay được. Bảo được nhá, con này bảo được nhá, con này khỏi phải nghĩ luôn. Đấy, ui. Đấy. Nhìn cường đen sẫm luôn. Nay còn đang mưa ỉu trời, hôm nào nắng hành chơi nhiều lối lắm.